Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì mình vẫn ngạt mũi, thì có gì các bạn thông cảm cho mình. Trời vừa lạnh thế là cái thời tiết nó thay đổi. Đấy, nhiều khi cũng mình chả ốm đau bao giờ, nhưng mà thi thoảng đôi khi là có những cái sổ mũi, rồi nói nhiều quá nó bị khản tiếng. Đấy là cái chuyện mà thi thoảng nói gì thì nói, đấy cũng là một cái người ta gọi là cái dấu hiệu, người ta gọi là cái âm thanh tuổi già đấy, âm thanh tuổi già. Ngày xưa thì khỏe, ngày xưa cái thời mà thanh niên trai trẻ thì không bao giờ là có cái gì biết ốm đau bệnh tật hay là hắt hơi sổ mũi là cái gì. Nhưng mà nói gì thì cứ bước, mỗi lần bước sang một cái độ tuổi thì cảm thấy là cái sức khỏe nó đi xuống. Đúng là không có cái gì là mãi mãi. Người ta vẫn nói là cuộc sống nó vô thường. Nói với các bạn là như thế này này, đôi khi cái vô thường ấy, cái vô thường trong cuộc sống ấy, thì chúng ta cũng phải hiểu theo cái hướng mà nó tích cực. Nhiều khi là chúng ta cứ hiểu theo cái hướng vô thường là cái hướng tiêu cực là không đúng đâu. Nhiều khi chúng ta hiểu theo cái tiêu cực ấy, thì chúng ta cho rằng là hôm nay chúng ta khỏe, ngày mai chúng ta yếu là chuyện bình thường. Xong rồi chúng ta lại cho rằng là hôm nay chúng ta giàu, ngày mai chúng ta nghèo. Hoặc là hôm nay chúng ta sống, ngày mai chúng ta chết. Đấy. Nói chung là hôm nay vui thì ngày mai buồn. Nói chung là nó không có một cái gì nó là mãi mãi. Chúng ta hiểu như thế là chúng ta chưa hiểu hết cái ý. Bởi vì mình nói với các bạn nhé. Trong cái vô thường của cuộc sống ấy, thì nó cũng có những cái rất là tốt đẹp. Chẳng hạn là gì? Chẳng hạn là ngày xưa các bạn còn bé tí, đúng không? Thì nhờ cái vô thường của cuộc sống mà các bạn lớn lên, lớn lên, lớn lên, đúng không? Các bạn trưởng thành. Sau đó ấy, thì ngày xưa ấy, thì các bạn là cái người mà chưa có hiểu biết cái gì nhiều. Nhưng mà nhờ cái vô thường ấy, nhờ cái thời gian mà nó cứ trôi 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 trôi, sau đó các bạn lại tích lũy được nhiều kiến thức, các bạn học hỏi được nhiều, thì từ cái người mà chưa biết gì, các bạn trở nên là cái người có kiến thức, các bạn hiểu biết nhiều thứ. Đấy cũng là cái vô thường. Có những người ngày xưa xấu, thế sau nhờ cái thời gian thì tự dưng lại đẹp lên, tự dưng lại đẹp lên, đúng không? Có những cái người mà ngày xưa mà sức khỏe yếu, nhưng mà nhờ cái thời gian mà biết cách mà rèn luyện sức khỏe này, biết cách mà ăn uống ngủ nghỉ làm sao mà cho nó hợp lý này, thì tự dưng lại khỏe lên. Có những người ngày xưa đang bệnh tật đầy người, nhưng mà nhờ thời gian, nhờ cái không có cái gì là mãi mãi, người ta trở nên là khỏe mạnh, đúng không nào? Đấy, đấy là những cái điều mà tích cực của cái sự mà vô thường đấy. Hiện tại làm sao mà chúng ta cứ đem cái suy nghĩ là không có gì mãi mãi, đời vô thường mà chúng ta cứ hay nghĩ theo cái kiểu tiêu cực. Nghĩ như thế là chưa đúng. Đúng không nào? Quay trở lại với cả cái tiêu đề của ngày hôm nay. Nghĩa là hôm nay thì mình sẽ chỉ ra cho quý vị cùng các bạn ấy về những cái dấu hiệu của cái người mà hiền lành lương thiện. Mình nói với các bạn là như thế này nhé. Cái người hiền lành ấy, ok, đôi khi là người ta trong cuộc sống ấy, người ta sẽ chịu chịu những cái thiệt thòi nhất định, đúng không? Người ta không tránh khỏi chịu những cái thiệt thòi đến với người ta nhất định. Bởi vì người ta có cái câu nói là như thế này này. Cái người quân tử mà sống với tiểu nhân ấy, thì cái người quân tử thì luôn chịu thiệt.
Thế nên cái người hiền lành ấy thì cũng được coi là cái người quân tử. Các bạn phải nhớ một cái điều là như thế này này. Cái người hiền lành nó khác với cả cái người hèn nhát. Nhá. Khác với cả cái người mà nhu nhược. Cái người hiền lành ấy thì người ta không bao giờ người ta thỏa thuận với những cái xấu. Không bao giờ mà thỏa thuận, không bao giờ mà chấp nhận những cái điều mà cái điều ác, cái điều sống mà ác. Nhưng mà cái người hèn nhát ấy thì họ cái người hèn nhát, cái người nhu nhược ấy thì lại là khác. Cái người nhu nhược ấy thì nhu nhược thì bao giờ đi đôi với cả hèn nhát. Nghĩa là sẵn sàng là thỏa hiệp, sẵn sàng là gió chiều nào theo chiều đó, miễn là làm sao mà được cái bản thân mình nó yên ổn. Nhiều khi là người ta không trước những cái sai trái, những cái này cái nọ, người ta không dám nói, người ta không đứng lên, người ta bênh vực, không bênh vực những cái người mà yếu thế. Đấy là cái người nhu nhược. Cái người nhu nhược thì làm cái gì thì người ta cũng sợ là ảnh hưởng đến mình. Ừ, thế đâm ra là nhiều khi là người ta sống không có nguyên tắc. Nhưng cái người hiền lành thì lại là khác. Cái người hiền lành ấy, họ sống rất có nguyên tắc. Nghĩa là họ không sống ác, không sống dữ, không sống mà để mà một cái gì mà làm ảnh hưởng đến người khác. Đấy là người hiền lành. Nhưng mà cái người hiền lành người ta không bao giờ người ta thỏa hiệp với cả những cái điều mà xấu ác. Mà cái người hiền lành là cái người mà thông minh lắm. Các bạn để ý đi. Những cái người thông minh các bạn nhìn người ta hiền lành lắm. Người ta có cách sống hiền lành lắm. Mà các bạn hãy nhớ một cái điều là như thế này này. Những cái người hiền lành ý, họ là những cái người mà có thể nhá, có thể một lúc nào đó các bạn thấy là họ họ phải chịu những cái thiệt thòi. Nhưng mà ấy, họ ấy lại là những cái người may mắn vô cùng, họ là những cái người mà có phúc vô cùng. Tất cả những cái thiệt thòi của họ nó chỉ là một cái gì đó nhưng mà họ được bù đắp. Họ như kiểu là cái người mà có quý nhân ấy. Ừ, họ may mắn lắm. Họ thì luôn luôn là có những cái có một cái gì mà như kiểu được che chở ấy. Ừ, các bạn cứ để ý đi. Mà các bạn thấy những cái người hiền lành ý, hiền lành mình đã nói rồi, hiền lành nó khác với nhu nhược nha, nó khác với cả hèn nhát nhé. Thì các bạn thấy là những cái người hiền lành ý, họ bình an lắm, họ có phúc lắm, cuộc sống họ đầy đủ, họ chả thiếu gì. Các bạn cứ để ý. Các bạn hãy nhớ một cái điều là như thế này nhé. Nghĩa là cái người hiền lành người ta làm hay làm những cái điều tốt ấy. Người ta hay làm những cái việc mà nó không trái với lương tâm người ta ấy. Có thể là cái phúc chưa đến với họ. Nhưng mà cái họa ấy, họ tránh được cái họa. Cái họa nó lùi xa, nó không đến với họ. Đấy, cái người hiền lành ấy. Nhưng mà cái người ấy, cái người mà kiểu như hay làm những cái điều mà lợi mình hại người ấy, hay làm tổn hại đến người khác ấy, là cái người mà nói chung là cái người mà hay làm những cái việc xấu ấy nhá, thì cái người đấy có thể là họa chưa đến với họ, nhưng mà cái phúc thì đã rời xa họ rồi. Các bạn cứ để ý đi, nó là như thế đấy. Đấy, nó là như thế đấy. Nói gì nói với các bạn là như thế này này. Nhất là những cái bạn mà trẻ ấy, các bạn đang là những thiếu niên và thanh niên và đang phát triển ấy, thì mình nói với các bạn là như thế này nhé. Các bạn là những cái người đang có sức khỏe, đang có cái sự nhiệt huyết. Các bạn là cái người đang có một cái tâm hồn mà trong sáng nhá. Các bạn cũng là cái người mà thông minh.
thì các bạn hãy chọn cho mình một cái lẽ mà sống. Ừ, hãy chọn cái lẽ mà sống. Các bạn chọn cho mình cái cách sống mà nó hiền lành. Chọn cho mình cái cách sống mà hiền lành, thân thiện. Chứ đừng chọn cho mình cái cách sống mà... Đừng chọn cho mình cái cách sống mà nó hung dữ, nó dữ dằn. Rồi tỏ ra một cái gì đó nó là quan trọng, tỏ ra một cái gì đó nó là ghê gớm. Các bạn đừng chọn cái cách sống đó. Bởi vì mình nói với các bạn là như thế này này. Cái người hiền lành bao giờ cũng được mọi người yêu mến, bảo vệ. Cái tâm lý của con người là như thế đấy. Con người thì luôn thích bảo vệ những cái yếu, luôn yêu thương, bảo vệ những cái gì mà yếu. Mà con người thì lại luôn sợ và luôn muốn chống lại những cái gì mà nó mạnh, mà nó hung dữ. Một người mạnh với một người yếu ấy, mà khi mà gặp chuyện ấy, mọi người bao giờ bênh vực người yếu. Chưa cần biết sự việc là như nào, nhưng mọi người bao giờ cũng có xu hướng che chở, bảo vệ cho những cái người yếu, những cái người hiền lành. Các bạn cứ để ý đi, đúng không nào? Dĩ nhiên là trong cái cuộc sống thực tế, đôi khi chúng ta phải có nhu có cương. Chúng ta phải hiền lành, nhưng mà hiền lành với những cái người hiền lành. Còn đôi khi chúng ta cũng phải có một cái thái độ mà nó cứng rắn, nó dứt khoát, nó rõ ràng với những cái người mà chúng ta cho rằng đó là cái người mà xấu với chúng ta, đó là những cái người mà có cái ý mà không tốt với chúng ta. Đúng không nào? Tóm lại, các bạn chọn cái lẽ sống hiền lành là cái điều tốt nhất. Có thể là bây giờ các bạn mà ví dụ các bạn cứ nghĩ rằng là đôi khi là chúng ta phải hung dữ một tí thì chúng ta mới mọi người xung quanh mới nể, mới sợ, và chúng ta đạt được một cái gì, chúng ta sẽ có một cái lợi gì từ cái sự hung dữ của chúng ta. Nhưng những cái đó ấy, nó chỉ là cái trước mắt thôi, về lâu về dài không được. Những cái đó thì nó làm cho các bạn mất phúc. Cái phúc của các bạn nó mất đi nhiều lắm. Các bạn cứ để ý. Khi mà các bạn hiền lành ấy, các bạn sống chung với ai, gần gũi với ai, các bạn giao lưu với ai, các bạn kết bạn với ai ấy, thì những cái mối quan hệ của các bạn ấy sẽ là những cái mối quan hệ rất là bền. Họ rất tin tưởng bạn, rất yêu thương, rất yêu quý bạn. Các bạn cứ để ý. Họ sẵn sàng là họ giúp đỡ bạn. Khi mà bạn có chuyện, bạn khó khăn hay bất cứ một cái gì, họ sẵn sàng là họ chỉ cho bạn những cái đường đi, nước bước. Họ yên tâm về bạn. Họ sẽ là cái người mà chân tình với bạn. Mình nói là đa số, dĩ nhiên có những cái số ít người ta sẽ là lợi dụng bạn. Nhưng bạn đừng lo. Nếu bạn là cái người mà hiền lành thì bạn đều là cái người mà thông minh rồi. Bạn đều là những cái người mà bạn lựa chọn cái cách sống hiền lành, bạn là cái người thông minh, bạn là người có phúc. Và bạn không lo những cái chuyện bị người khác chơi xấu hay là lừa bạn. Bạn luôn có quý nhân, bạn cứ yên tâm. Còn ngược lại, những cái người ấy, mà người ta hung dữ ấy, người ta có những cái cách sống mà không hiền lành ấy nhá, thì các bạn cứ để ý. Người ta không gần được người tốt đâu. Người ta không gần được những cái người tài giỏi, có tài, có đức đâu. Cái mối quan hệ của người ta ấy chỉ quay quanh với cả những cái đối tượng mà người ta gọi là nồi nào vung nấy. Bạn bè của người ta thì cũng giống giống người ta. Mà những cái người mà hung dữ, cái người mà không hiền lành ấy,
thì người ta cũng là cái người mà nói thẳng ra là sống không tốt. Mà những cái người không tốt ấy thì ok, hôm nay vui thì vui. Khi vui thì vỗ tay vào đúng không? Đến khi hoạn nạn thì người ta tránh xa nhau ngay. Người ta coi như không biết, không giúp đỡ, không có một cái lời khuyên gì cho nhau. Sống chỉ lợi dụng nhau. Không có tình nghĩa gì cả. Có lợi thì ok, mà không có lợi thì không quen biết. Cái người mà sống mà không hiền lành là những người như thế đấy. Người ta có giúp bạn một cái gì thì người ta phải đòi hỏi bạn trả ơn cho người ta. Dĩ nhiên mình nói cái hung dữ ở đây là cái hung dữ mà theo cái kiểu như là sống theo cái kiểu mà mạnh được yếu thua ấy, cái kiểu như là không biết nghĩ đến người khác, không biết thương người, không biết bảo vệ những cái người yếu hơn mình ấy. Cái người hung dữ mà hung dữ để mà đạt những cái mục đích cho bản thân mình ấy, để làm những cái mà người ta gọi là ích kỷ ấy. Đấy, cái hung dữ đấy. Chứ còn ấy, cái kiểu mà hung dữ ấy, hung dữ nhưng mà hung dữ là bảo vệ được người khác ấy thì lại là chuyện khác. Cái người mà hung dữ mà người ta bảo vệ bạn, người ta bảo vệ những người xung quanh, người ta bảo vệ được họ, người ta hung dữ với những kẻ xấu thì lại là ok, thì lại là tuyệt vời. Những cái người đó lại là những cái người mà rất ok, đúng không? Nhưng mà còn hung dữ, cái lối sống mà hung dữ theo cái kiểu như là lấy thịt đè người, hung dữ theo cái kiểu như là để mà dọa người, để mà kiếm chát những cái lợi ích cho bản thân, để mà nói chung là làm ít hưởng nhiều, nói chung là đấy, các bạn cứ phải suy nghĩ. Mình nói với các bạn kể cả nhá, kể cả là những cái người mà đôi khi là những cái người mà kiểu người ta hung dữ, trong cái môi trường của người ta là hung dữ, người ta vẫn cứ quý mến, người ta vẫn cứ thích những cái người mà có cái cách sống mà lương thiện và hiền lành. Các bạn cứ để ý, người ta vẫn thích những cái người hiền lành và người ta vẫn cảm thấy là người ta tin tưởng những cái người hiền lành. Còn hung dữ với hung dữ là nhiều nhiều khi là người ta hay đối đầu và người ta đề phòng nhau. Tóm lại là các bạn hãy hãy cân nhắc đấy, các bạn nên biết một cái điều rằng là cái cuộc sống mà cứ lương thiện hiền lành là cái điều là tốt nhất. Khi mà bạn mà chọn cái cách sống mà hiền lành lương thiện ấy thì bạn là cái người mà phải nói bạn là cái người mà văn minh đấy, bạn chọn được cách sống văn minh, bạn chọn được cái cách sống mà có trí tuệ, có đạo đức. Và những người như bạn ấy thì sẽ là những cái người ấy, cái cuộc sống các bạn ấy nó rất là bình an và nó có hạnh phúc, có niềm vui. Đó, không lòng vòng nữa. Bây giờ thì mình sẽ chỉ ra cho quý vị cùng các bạn biết những cái dấu hiệu để mà nhận biết cái người mà hiền lành lương thiện. Các bạn chú ý đón xem. Điểm thứ nhất là các bạn hãy để ý này, nghĩa là những cái người hiền lành thân thiện ấy, họ rất là dễ nở cái nụ cười thân thiện với mọi người. Bạn cứ để ý đi, họ rất là dễ nở cái nụ cười trìu mến, nụ cười thân ái, nụ cười thân thiện với mọi người. Các bạn cứ để ý, mình nói với các bạn là như thế này này. Những cái người mà không chịu cười với ai ấy, nhá, cái người mà kiểu như là lúc nào cũng không chịu cười với ai ấy, thì những cái người đấy thường thường nhá, thường thường họ là những cái người mà hẹp hòi, họ là những cái người mà có cái nội tâm mà hẹp hòi, họ là những cái người hung dữ.
Nhưng mà các bạn hãy hãy để ý nhé, để ý một cái điều là như thế này nhé. Người ta không chịu cười với ai, ngay cả với những cái người thân ý, với cả những cái người yêu, với cả những cái người mà bạn bè mà thân thiết với người ta ấy. Cái điều này các bạn cũng phải quan sát cho nó kỹ, để tránh cái trường hợp là có những cái người mà đôi khi là người ta chưa gần gũi, chưa thân thiện hay là như thế nào đó thì người ta sẽ không dễ dàng mà người ta cởi mở. Một cái dấu hiệu thứ hai các bạn để ý nhá, nghĩa là những cái người mà hiền lành lương thiện ấy thì họ là những cái người không bao giờ người ta phản ứng mạnh với những cái điều mà bất như ý. Mình nói thế này nhé, trong cái khoa mà trong cái việc mà nghiên cứu về tâm lý tội phạm ấy nhá, thì những cái người mà có cái xu hướng mà phạm tội ấy, thì họ đều có cái xu hướng là như thế này này. Nghĩa là những cái người mà luôn mà ví dụ trong một cái hoàn cảnh nhá, mà gặp những cái sự cố, gặp những cái biến cố, gặp những cái sự việc mà nó bất như ý, thì những cái người bình thường người ta có cái xu hướng bỏ qua, và người ta có cái xu hướng mà người ta không có cái phản ứng gì nó thái quá. Người ta sẵn sàng, người ta coi đó là cái chuyện bình thường, coi đó là cái chuyện nhỏ và người ta rất là bình thường. Nhưng mà những cái người nha, những cái người ấy, mà người ta có cái xu hướng người ta phạm tội ấy, người ta có cái xu hướng mà người ta trở thành cái người 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 tội phạm ấy, thì họ thường là những cái người phản ứng rất là mạnh. Ừ, các bạn cứ để ý, họ không bỏ qua những cái việc mà tưởng chừng như là cái việc không có cái gì, nhưng mà đối với họ ấy, họ lại phản ứng rất là mạnh mẽ. Đó. Vậy nên ấy, cái dấu hiệu thứ hai các bạn hãy để ý là những cái người khi mà gặp bất cứ một cái sự việc mà bất như ý gì, họ đều tỏ ra là bình thường, họ không phản ứng gì. Kể cả là nhiều khi mà khi ví dụ là họ mà kiểu bị hiểu lầm nhé, họ bị hiểu lầm, bị nói xấu hay là như thế nào, họ bình thường. Hay là khi mà ví dụ đang tranh luận hay là như nào, đang lời nói đang như nào ấy, thì họ cũng không cần bạn có cướp lời hay bạn tranh luận hay bạn có cái gì, họ sẵn sàng họ lắng nghe bạn, họ im lặng, họ nghe bạn, họ nhường bạn nói, họ rất là bình thường, không có giận dữ, không có nổi giận. Đó. Một cái điều nữa là các bạn nhớ một cái điều nữa là như thế này này. Như là những cái người lương thiện ấy, cái người hiền lành mà lương thiện ấy, thì họ là những cái người mà có cái lời ăn tiếng nói rất là lễ độ nha. Họ là những cái người kiểu như là có cái lời ăn tiếng nói rất là kiểu như là ân cần tế nhị lễ độ. Những người này thì nói chung là người ta nói ăn nói người ta có chừng mực, có trên có dưới nha, rất tế nhị. Nhưng bạn hãy để ý là như thế này nhé, cái người nào ấy mà cái sự mà kiểu như là lễ độ, cái sự ân cần mà nó tỏ ra nó là kiểu như là nó thái quá ấy, thì các bạn phải coi chừng, bởi vì rất nhiều những cái đối tượng mà lừa đảo ấy, họ biết những cái tâm lý như thế này, họ tỏ ra rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào, rất ân cần, tế nhị lắm, lịch sự lắm, nhưng lại là lừa đảo. Mình nói với các bạn là như thế này, đôi khi ok tế 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 nhị, ân cần, ngọt ngào, lễ độ, lịch sự thì nó vẫn nằm ở trong cái khuôn khổ mà nó không gò ép bản thân, nó phải là tự nhiên, nó tự nhiên, nó nằm ở trong một cái mà nó không có cái mục đích. Nghĩa là họ đối xử với bạn như thế, họ nói chuyện với bạn tất cả những cái điều như thế, thì họ không mong là họ kiếm cái gì từ bạn, không mong kiếm những cái lợi ích từ bạn, mà ai họ cũng như thế.
Còn những cái kẻ mà ví dụ khi mà nói với bạn những cái thái độ như thế mà được lợi gì từ bạn, hay là người ta đối xử với người khác mà để mà người ta mong kiếm một cái lợi gì, thì các bạn để ý, những cái kẻ đó ấy, thì với những cái người mà không có lợi cho mình ấy, thì họ sẽ là những cái người mà không bao giờ, họ sẽ là cái người bộc lộ nguyên hình, bộc lộ cái bản chất. Họ sẽ không tế nhị, không lịch sự, không ngọt ngào được như thế, không lễ độ được như thế, không ân cần được như thế, không dịu dàng được như thế. Đó. Các bạn hãy để mà phân tích cho nó rõ để tránh cái trường hợp mà bị lừa. Bỗng dưng mà có cái người lạ, bỗng dưng mà có một cái gì mà tự dưng nó quá ân cần tử tế với các bạn ấy, quá lịch sự, quá nhẹ nhàng. Các bạn hãy đặt câu hỏi trong đầu. Dĩ nhiên là mình không khuyên các bạn là luôn phải nghi ngờ, nhưng ở đời không ai cho không ai cái gì. Các bạn càng biết đặt câu hỏi thì các bạn càng tránh được nhiều cái tai họa, nhiều cái cạm bẫy. Mình không có cái tâm hại người, nhưng mình vẫn phải có một cái gì đó mình cảnh giác, đúng không? Mình phải cảnh giác chứ. Cái cuộc sống thực tế nó khác. Bạn mà không cảnh giác thì thôi, bạn đừng có nói chuyện gì. Bạn có tài giỏi cái gì không cần biết, bạn có tâm đức cái gì không cần biết. Nhưng nếu mà bạn mà không cảnh giác, không cẩn thận ấy, bạn mất hết. Cái mạng của bạn còn không giữ được ấy, bạn mất hết. Bạn có tạo dựng được bao nhiêu thì bạn cũng trong tích tắc là bạn mất hết, đúng không nào? Bạn còn không bảo vệ được bạn thì bạn nói gì là bạn bảo vệ những người khác. Thế nên cũng phải hết sức lưu ý cái điểm đó, đúng không nào? Nha. Cũng phải cảnh giác với những cái người mà quá ân cần. Một cái điểm nữa các bạn cần lưu ý là như thế này này. Nghĩa là những cái người mà lương thiện ấy, nha, những cái người hiền lành lương thiện ấy, thì các bạn hãy để ý những cái người này khi mà người ta bị kiểu như là bị xúc phạm, đúng không? Bị người khác mắng nhiếc, hay là bị xúc phạm, hay là bị hiểu lầm, hay bị bất cứ một cái gì nhá, bị đổ lên đầu những cái người ta gọi là những cái mà người ta không làm, hay là bị những cái tin đồn, bị những cái thị phi, đúng không? Nói chung là họ gặp những cái mà tự dưng oan ra oan trái thì họ làm sao? Họ không có phản ứng, không có giận dữ gì cả, không có mang cái lòng mà thù ghét, hay là không có kiểu như là tay đôi cãi cọ, hay là nổi giận, hay là phải là phản ứng cái gì cả. Họ ok, coi như là không có chuyện gì, không thù ghét gì cả, không thanh minh. Ừ, kệ. Họ kệ, không thanh minh, không giải thích, không bực mình, không đôi co, không tìm cách mà để mà phản ứng, hay là không có một cái gì mà khởi lên mà để cho tỏ ra là ta đây là khó chịu. Các bạn để ý, cái điều này rất là quan trọng. Các bạn biết nhé, những cái người mà người ta ấy, người ta làm được cái điều này ấy, không những người ta là hiền lành đâu, mà người ta còn là cái người mà hiền trí. Cái hiền trí nó khác hiền lành bạn nhé. Cái hiền lành mà kiểu như là nói chung là hiền lành quá thì dễ đi với cái hiền đần. Nhưng mà cái hiền lành ý, mà lại giữ được những cái mà thái độ, cái phong cách như thế, đây là người có trí tuệ. Người ta là những cái người hiền trí. Và những cái người này họ là những cái người cực kỳ có bản lĩnh. Họ là những cái người có đạo đức. Họ là cái người có bản lĩnh. Những người này thì có phúc. Các bạn để ý, những cái người này không những người ta lương thiện hiền lành, mà người ta còn là cái bậc thầy đấy. Các bạn thấy nhé, những cái người mà khi mà người ta bị người ta gọi là người ta bị kiểu như là bị
bị người khác mà kiểu như là đổ oan ấy, hay là bị thị phi ấy, hay là bị ném một cái gì, hay là bị quy chụp, hay là bị một cái gì đó mà nói chung là oan uổng nhá, thì bạn biết là thường là những cái người đó là phản ứng rất là mạnh, đôi co cãi vã rồi ba mặt một lời, rồi là ấm ức, rồi là khó chịu, rồi là cứ phải muốn là thanh minh, cứ phải muốn giải thích, cứ phải muốn đáp trả, đúng không? Các bạn thấy toàn là những cái người bình thường, những người như thế không đáng nói. Những người đó là những người rất bình thường. Những người đó cái nội lực của người ta yếu lắm. Thứ nhất là người ta cái nội lực người ta yếu, người ta không độ lượng, người ta không vị tha, mà người ta ấy là cái người mà không chịu đựng được. Người ta kém trí tuệ, người ta cũng hiểu biết. Cái người mà người ta cái nội lực người ta mạnh ấy, thì có là gì, cho dù là bạn có mắng oan, bạn mắng nhất, bạn có chỉ bới, bạn có thế này thế kia, tất cả những cái việc gì mà người khác đem đến là việc của người ta, nhận hay không là việc của mình cơ mà. Người ta chửi bạn, người ta mắng bạn, người ta vu oan cho bạn, bạn không làm là thôi, có vấn đề gì. Người ta đem lại cho bạn nhưng bạn không nhận, bạn không nạp vào đầu những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ của người ta, bạn cảm thấy mình không làm là thôi. Đâu cần phải gì đâu, đâu cần phải phản ứng gì đâu, đâu cần phải thanh minh. Có cái câu nói là như thế này: đừng sợ người ta nói gì về mình, miễn là mình không làm, mình hãy sống mà để cho người khác không tin tưởng vào những cái lời mà người ta nói với mình. Hoặc là như Đức Phật cũng có nói cái câu là như thế này: cái quà mà anh tặng tôi ấy, mà tôi không nhận ấy, thì cái quà đấy nó là của anh, thì anh mang về. Cũng vậy, thế nên những cái lời gì mà nó vu oan cho các bạn ấy, nó mắng nhiếc mà nó không thật, không đúng, hay tất cả những cái thứ mà như thế nào ấy, bạn không phản ứng, không phản ứng gì cả, không thanh minh nhá, cũng không có khởi lên một cái gì oán thù hay là tức giận người ta ấy. Bạn là cái người bậc thầy, bạn là cái người rất mạnh mẽ đó. Các bạn nhận biết một cái dấu hiệu như thế nữa. Còn cái dấu hiệu nữa là như thế này nhé. Cái dấu hiệu nữa là như thế này. Nghĩa là ấy, các bạn ấy, những cái người nào ấy mà kiểu như là khi mà người ta nhìn thấy một cái con vật gì nó bị giết thịt nhá. Từ những cái con đơn giản là những cái con cá, con gà, con vịt, con mèo, con chó, con dê, con trâu, con bò, con lợn. Đại loại là như thế. Nghĩa là khi mà các bạn nhìn thấy những cái con vật mà bị giết thịt thì tự dưng bạn khởi lên cái lòng mà tự dưng bạn cảm thấy là đau đớn thay, kiểu bạn thương ấy. Các bạn cứ để ý, bạn cũng là cái người hiền lành, bạn là cái người mà tốt đấy, bạn là cái người hiền lành đấy. Các bạn cứ để ý đi. Những cái người nào mà như thế, họ là những cái người lương thiện đấy, họ là những cái người hiền lành. Hoặc là thế này, hoặc là kiểu như là khi bạn xem phim hay là bạn ở ngoài đời đi, bạn thấy những cái hoàn cảnh ý, mà người ta đáng thương, những cái người mà yếu thế, rồi người ta gặp những cái trái ngang trong cuộc sống, hay là những cái khó khăn, hay là những cái tai họa người ta ập đến ý, tự dưng bạn khởi lên cái lòng mà bạn muốn bênh vực, muốn yêu thương, muốn quý mến, muốn che chở, muốn giúp đỡ. Bạn xem những cái bộ phim mà nó cảm động ấy, nó tình người ấy, bạn dễ bị xúc động ấy. Bạn là người lương thiện đấy, bạn là người hiền lành đấy.
bạn cứ để đi. Bạn là người có phúc. Những người như bạn ấy sống sướng lắm. Sống luôn luôn là, nói chung các bạn ấy, có thể các bạn chưa phải là cái người mà giàu có lắm, nhưng các bạn là những cái người trong cuộc sống, các bạn cứ yên tâm, các bạn là cái người mà có cái cuộc sống bình an lắm. Hạnh phúc nó là như thế đấy. Hạnh phúc nó là những cái mà các bạn không phải mưu mô tính toán, không phải đối phó hay là đề phòng, đúng không? Các bạn cứ yêu đời, yêu người, yêu mình, cứ nhẹ nhàng sống. Các bạn như thế, các bạn mới có được một cái tinh thần, cái tâm của bạn nó mới tốt, nó mới sáng, và cái tinh thần của các bạn nó thoải mái, cái sức khỏe của các bạn nó cũng sẽ thoải mái. Các bạn mà cái tinh thần, cái nội tâm của các bạn thoải mái thì các bạn cứ yên tâm. Các bạn cứ yên tâm là mình sống sống thọ, sống khỏe. Đó, một cái điều nữa là như thế này nhé. Một cái điều nữa là các bạn hãy để ý là như thế này này. Nghĩa là các bạn luôn luôn ấy, các bạn luôn luôn là các bạn muốn kiểu như là làm những cái việc tốt, làm những cái việc từ thiện. Các bạn luôn luôn là muốn chia sẻ với những cái người khó khăn nha. Chia sẻ với những cái hoàn cảnh mà khó khăn. Các bạn luôn muốn đóng góp, luôn muốn giúp một cái gì, giúp sức cho người ta, giúp về, nói chung là những cái khả năng của các bạn. Các bạn luôn muốn kiểu giúp đỡ người khác, nghĩa là luôn muốn làm những cái việc thiện ý. Hay là mình nói đơn giản là ví dụ là như thế này, đi ăn uống cùng nhau hay là như thế nào ấy, đôi khi các bạn thấy người ta giả tiền, các bạn luôn muốn kiểu tranh giành giả tiền ý. Các bạn chỉ lo, các bạn chỉ sợ là thiệt thòi cho người khác thôi, cái kiểu là như thế. Hay là các bạn ví dụ các bạn đi ăn hàng, ăn quán hay ăn ở đâu mà các bạn thấy là người ta bán những cái đồ ăn nó vừa sạch sẽ vừa ngon mà người ta lại bán cái giá mà lại rất là rẻ, thì tự dưng các bạn muốn là phải giả hơn cho người ta chứ, đấy, các bạn cảm thấy là người ta xứng đáng là được giả hơn, đại loại là như thế. Các bạn cứ để ý cái điều đó đấy. Bạn mà có dấu hiệu như thế, bạn là cái người mà lương thiện, bạn là cái người hiền lành đấy. Mà những ai là như thế thì họ đều là như thế. Các bạn cũng nên nhận biết những cái người xung quanh mà họ có những cái dấu hiệu như thế. Nói chung các bạn gần những cái người mà lương thiện, hiền lành thì đời của các bạn thì cũng may mắn. Gần cái người có phúc thì mình có phúc. Ừ, gần hương, gần hoa thì mình thơm. Chứ gần những cái gần cống rãnh hay là gần những cái vùng hôi tanh thì mình cũng bị nhiễm cái mùi kiểu gì thế. Người ta nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không? Một cái đặc điểm nữa, các bạn hãy nhìn vào một cái đặc điểm này mà cũng rất là quan trọng này. Các bạn hãy để ý đến cái ánh mắt của cái người mà hiền lành, lương thiện. Mình nói với các bạn, những cái người mà hiền lành, lương thiện ý, ánh mắt của người ta rất là trong sáng, nhìn nó toát lên một cái vẻ gì nó rất là phúc hậu, rất trong sáng. Ánh mắt của người ta thân thiện, ánh mắt của người ta hiền lành. Mình nói nhá, nói chung, nói tóm lại là mình nói với các bạn là như thế này này. Một cái người nhá, cho dù cái lời nói, lời ăn tiếng nói của người ta nó có khéo léo, nó có ngọt ngào, nó có dịu dàng như thế nào, nhưng cái ánh mắt của người ta ấy, nhìn nó không phúc hậu, nó không trong sáng nhá. Ánh mắt mà nó cứ láo liên, rồi nó nhìn trộm, rồi cái ánh mắt thì nó cứ trợn ngược cả lên, nhìn hung dữ. Ánh mắt như thế, cái người đó chưa chắc là cái người hiền lành đâu, chưa chắc là cái người lương thiện đâu. Cái ánh mắt của người ta nhìn ấy, các bạn nhìn, các bạn phải thấy là nhìn người ta có thần, nhìn người ta phải là nhìn người ta có cái nhìn thân thiện, chân thành. Chứ đừng nhìn trộm, đừng có liếc, đừng có láo liên, đừng có vừa nói vừa liếc lung ta lung tung, vụng trộm, đại loại là như thế. Mắt người ta đừng có tam giác nhá, mắt người ta đừng có đỏ ngầu, đừng có đục, đừng có mờ, đại loại là như thế.
cái người lương thiện, cái người hiền lành, các bạn nhìn mắt người ta nó rõ ràng, nó trong sáng, cái nhìn của người ta chính trực lắm, người ta nhìn bạn, người ta nhìn là người ta nhìn, người ta nhìn, người ta quay hẳn mặt ra người ta nhìn, chứ không phải là mặt một nơi mà người ta nhìn theo cái kiểu liếc. Mà người ta nhìn bạn là người ta, nói chung các bạn cảm nhận được nhá, những cái ánh mắt mà các bạn cảm nhận được đâu là cái người tốt, đâu là cái người lương thiện, đâu là cái người mà mình cảm thấy là yên tâm, các bạn cảm nhận được mà, đúng không nào? Đó. Và một cái dấu hiệu nữa này, một cái dấu hiệu nữa này, nghĩa là những cái người mà lương thiện, những cái người hiền lành ấy, thì các bạn thấy là cái âm thanh, cái giọng nói của người ta ấy, người ta phát ra ấy, cái âm thanh, cái giọng nói nghe nó rất là nhẹ nhàng, nó dễ nghe, nó hiền dịu, nó hiền hòa, mà các bạn nghe nó từ tốn, đúng không? Nó không bị to nhưng nó cũng không bị lý nhí. Nghe nó ấm áp, nghe nó trong trẻo, nói chung là nghe nó từ tốn, nó đều, nó từ tốn, đúng không? Nó không bị lúc thì nhanh quá, lúc thì chậm quá, nó không bị chói tai nhá, nghe nó không chói tai, nghe mình cảm giác là nghe những cái lời ăn tiếng nói, những cái giọng nói của người ta, mình nghe mình muốn đi ngủ ấy, mình muốn chìm vào trong cái giấc ngủ ấy, nó êm. Và những cái lời ăn tiếng nói của người ta nó có một cái gì đó, các bạn thấy là nó có chừng mực, nó có chừng mực, nó không ba hoa, nó không bốc phét, không nói xấu, không chỉ trích ai, không lên án ai, không hại ai. Mà cái lời ăn tiếng nói của người ta luôn muốn kiểu như là có góp ý, có xây dựng thì nó cũng rất là tế nhị thôi, không vấn đề gì. Các bạn cứ để ý. Nói chung mình nói với các bạn là như thế này này. Nghĩa là ấy, những cái người ấy, cái người mà có cái lối sống mà lương thiện hiền lành ấy, thì các bạn nhé, các bạn cứ yên tâm là như thế này. Các bạn ấy, cái phúc nó chưa đến với các bạn thì cái họa nó đã rời xa các bạn rồi nhé. Các bạn là cái người mà chọn lẽ sống, là cái lối sống lương thiện hiền lành, là cái điều mà rất là đáng tốt, rất đáng quý. Còn những cái bạn ấy mà chưa lương thiện, chưa hiền lành ấy, thì các bạn hãy nhớ, nếu như các bạn mà chọn những cái lối sống mà nó hung dữ, để nó thế này thế kia, để nó đạt được những cái mục đích này, những cái mục đích cá nhân, nó chiếm đoạt những cái thứ mà người ta gọi là những cái thứ mà không phải mình làm ra, đúng không? Nghĩa là tóm lại là các bạn chọn những cái cách sống mà nó dữ dằn, rồi nó thế này thế kia, các bạn không phải là người lương thiện, không phải là người hiền lành ý, thì các bạn hãy nhớ, cho dù là cái họa nó chưa đến với các bạn nhưng mà cái phúc nó đã rời xa các bạn rồi. Những người tử tế, những người lương thiện, những người có tài có đức, người ta không gần những cái bạn mà hung dữ đâu, nó không gần những cái bạn mà sống bất lương đâu. Những cái người ấy, có tài, có đức, có tầm ấy, thì người ta luôn chọn những cái người hiền lành, những cái người lương thiện. Và những cái người hiền lành và lương thiện ấy, thì họ luôn nhận được nhiều những cái cơ hội, luôn nhận được nhiều những cơ hội đến trong cuộc sống của họ, giúp đỡ cho họ trong cái cuộc sống để mà tốt hơn. Nói chung cái người sống lương thiện hiền lành, họ đều là những cái người có phúc, có may mắn, cái cuộc sống của họ bình an, họ sẽ là những cái người mà nói chung cả cuộc đời là may mắn, có nhiều quý nhân, đại loại là như thế. Đó, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi đến giờ phút này. Chúc cho các bạn luôn vui vẻ mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu bạn nào có ý kiến gì, có đóng góp gì, có phản hồi gì, hay là có yêu cầu mình chia sẻ vấn đề gì như thế nào,
các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Thân ái, chào tạm biệt.